Quý Quỳnh Anh. Anh này khó tánh lắm, cái nói chuyện nó không chịu mở miệng. Rồi rất là thích đi du lịch Phật. Rồi, đúng không? Có nghĩa là nói chuyện mà không có mở miệng ra cho người ta thấy được khẩu hình của mình luôn. Mấy người nói chuyện không mở miệng là keo leo quá chị. Không có lọt tầm nào quá. Thì hồi nãy là em định nói vậy nhưng mà em sợ ngày cho nên nó là khó tính á. Hết hai bên đây xong rồi bên đây dẫn đãi ngược lên đó, đúng không? Đúng rồi, được hết. Em thấy thì... Đẹp trai không? Đẹp trai không? Không đẹp trai nhưng mà chắc chắn là sẽ đen hồi lùi. Đen hồi lùi. Đen hồi lùi. Anh nói thiệt nha Quỳnh Anh. Nhất là thứ sáu tuyển, mặc dù đây không phải là chương trình mai mối hay gì, đúng. Nhưng tuyển người là phải đẹp. Nó diễn tả cái gì mà thiệt xấu hổ ghê vậy. Cả ngồi trên thấy tội luôn á. Tại vì đối với em đàn ông bây giờ không ai đẹp hết trơn. Chứ là em cảm thấy em đừng quay qua em nói phụ nữ kế bên em đẹp như mình anh. Chết rồi. Có những cái vấn đề về những hiểu về giới tính đó, lạng lúc hay là bây giờ phải chọn bộ trang phục màu hồng. Chứ hồi nãy Quỳnh Anh xuống thì mặc bộ đồ jean với áo khoác jean, nhìn vậy chị mới đẹp. Đối với em bây giờ là chỉ có là những người phụ nữ mang lại hạnh phúc cho nhau là đẹp nhất. Không, đàn ông xin lỗi Quỳnh Anh, Quỳnh Anh xa vời lắm. Quỳnh Anh xin lỗi em, chị mê trai. Như một gáo nước lạnh đặt thẳng vô Quỳnh Anh. Không, nghe quen rồi. Nhưng mà dù gì nữa chị vẫn là người đàn ông của đời em. Chị vẫn là người đàn ông của đời em. Người đàn ông của đời em.